Chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các bác mẫu xe đạp địa hình 9XX1 và là dòng xe đạp khung nhôm đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng của Ý và cũng cực kỳ là quen thuộc với các bác chơi xe tại thị trường Việt Nam rồi. Thì hôm nay về chiếc xe khung nhôm sử dụng loại nhôm là 6001 siêu bền và chống bầu mòn. Bộ chuyển động của xe thì được sử dụng là full hết một set Shimano Output với 9 tầng lip và 3 tầng đĩa. Và cái điều đặc biệt là xe thì đã được trang bị giảm xóc hơi các bác nhé. Và cái giá bán chỉ có là 7.900.000 thôi. Đấy, rất là rẻ cho một cái bộ cấu hình cực kỳ là ngon này. Dây thì đã được toàn chạy âm sườn. Đấy, thương hiệu 9X. Thương hiệu rất là nổi tiếng của của Ý. Model xe là X1 trên khung thì có chữ là design in Italy đây, tức là thiết kế theo công nghệ của Italy. Khung nhôm các bác nhé, nhôm 6061, nhôm 6061 các bác nhé. Một loại nhôm mà rất là bền, chịu cường độ cao và có cái khả năng chống bầu mòn rất là tốt. Toàn bộ chiếc xe này là em nhập khẩu nguyên zin hết 100% luôn các bác nhé. Nguyên zin hết 100%. Đó là xe bãi đã qua sử dụng nên là nó xuất hiện những cái vết xước do thời gian không thể tránh khỏi thôi. Nhưng còn những cái đường vân lốp này cũng zin luôn các bác nhé. Các bác mà hay xem những cái dòng xe của Chinix thì cũng biết là CST này, Jack Rapid này, nó là dòng lốp zin theo xe. Và đây những cái đường vân vẫn còn rất là mới các bác nhé. Xe này thì chắc là chủ đi rất là ít nhưng mà để ở bãi nên là nó có vẻ là nó hơi cũ một tí. Toàn bộ đồ là zin hết 100% đúng không nhá. Sử dụng bộ chuyển động là đến từ Shimano Atut với 9 tầng lip. Đặt đĩa đây, Atut hết một bộ này. 9 níp 3 đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Trên phần bi đông xe thì cũng được trang bị tay bấm xả Atut và cụm phanh dầu. Sử dụng cụm phanh dầu của Shimano các bác nhé. Và nó có thêm một cái khóa hành trình giảm xóc ở trên tay lái luôn để cho bác có thể tùy chỉnh cái khóa giảm xóc rất là tiện lợi. Giảm xóc thì là giảm xóc hơi luôn các bác nhé. Hầu như những cái dòng xe hiện nay của 9X là toàn được sử dụng hết sóc hơi thôi. Sóc này là sóc zin theo xe rồi. Đấy, và ống mạ đồng, ống sóc mạ đồng rất là đẹp. Đấy, với giá 7.900.000 mà các bác mua về để đạp thể dục hay là chiếc này mà các bác đi đồi đi núi thì vô cùng là hợp lý rồi. Chúng sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh. Thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trở xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai. Để trên phần tiêu đề hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh thì các bác ấn đăng ký ở đây và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 nhé. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 54 cm. Thì xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m60 đến 1m70 đi là phù hợp. Đó, chuyển động rất mượt các bác nhé, nó có thể nhìn trên hình.
Chiếc xe đang được bán với mức giá là 7.900.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà ở bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.